kính chào quý vị và các bạn. Chương trình ngày hôm nay, Thời sự 24h HD sẽ tiếp tục cập nhật đến quý vị những tin tức thời sự nổi bật nhất đang được dư luận đặc biệt quan tâm. Kính mời quý vị cùng đón xem. Nhà báo Hàn Ni trình báo khẩn cấp bà Nguyễn Phương Hằng đe dọa giết người. Bà Nguyễn Phương Hằng bị ca sĩ Vy Oanh kiện đòi bồi thường. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh không xác minh lời cáo buộc hai bệnh viện của bà Phương Hằng. Vụ giảm án tha tù trước hạn cho Phan Sào Nam có dấu hiệu lợi dụng chức vụ quyền hạn. Trên đây là phần điểm tin. Ngay sau đây, kính mời quý vị đến với phần nội dung chi tiết. Nhà báo Hàn Ni trình báo khẩn cấp bà Nguyễn Phương Hằng đe dọa giết người. Kính thưa quý vị, chiều 22 tháng 11, nhà báo Hàn Ni cho biết đã trình báo khẩn cấp đến cơ quan công an Thành phố Hồ Chí Minh và địa phương về việc trong ngày 21 tháng 11, bà Nguyễn Phương Hằng đã livestream tuyên bố sẽ truy cùng đuổi tận nhà báo Hàn Ni. Chiều 22 tháng 11, bà Đặng Thị Hàn Ni tức nhà báo Hàn Ni đến từ báo Sài Gòn Giải Phóng cho biết, trong ngày bà đã gửi đơn trình báo khẩn cấp đến công an Thành phố Hồ Chí Minh, công an phường Tân Thuận Đông, quận 7 Thành phố Hồ Chí Minh về hành vi đe dọa giết người của bà Nguyễn Phương Hằng, tổng giám đốc Khu Du lịch Đại Nam, tỉnh Bình Dương. Tối 22 tháng 11, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Thành phố Hồ Chí Minh (PC02) xác nhận đã tiếp nhận đơn trình báo cũng như đề nghị được bảo vệ của bà Hàn Ni. PC02 sẽ xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật. Trong đơn trình báo, bà Hàn Ni nêu sau khi bà gửi đơn đến Công an tỉnh Bình Dương yêu cầu khởi tố bà Nguyễn Phương Hằng về các hành vi vu khống, làm nhục người khác, lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, thì bà Hàn Ni liên tục bị đe dọa từ những người lạ tự xưng là fan của bà Hằng. Đến ngày 6 tháng 11, bà Hàn Ni có đơn đề nghị được áp dụng biện pháp bảo vệ gửi tới Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bình Dương. Đến chiều ngày 16 tháng 11, bà Nguyễn Phương Hằng cùng khoảng 20 người đi theo bà Hằng đã tới trụ sở báo Sài Gòn Giải Phóng, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh đòi gặp bà Hàn Ni, tuy nhiên bảo vệ tòa nhà không đồng ý cho vào. Chiều 21 tháng 11, bà Nguyễn Phương Hằng tiếp tục livestream và liên tục đe dọa nhà báo Hàn Ni. Trong đơn trình báo khẩn cấp, bà Hàn Ni cho biết những nội dung đe dọa đánh, giết, nhắm vào bà được bà Hằng nhắc đi nhắc lại liên tục trong cả buổi livestream. Vì vậy, bằng đơn này, tôi trình báo đến cơ quan công an và đề nghị cơ quan công an có biện pháp để bảo vệ tôi, đồng thời xử lý kịp thời những hành vi đe dọa giết người, nguy cơ xâm hại về tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, tài sản, lợi ích hợp pháp của tôi, người tố giác tội phạm đối với bà Nguyễn Phương Hằng và bảo vệ gia đình tôi trong thời gian sắp tới, đơn bà Hàn Ni thể hiện. Bà Nguyễn Phương Hằng bị ca sĩ Vy Oanh kiện đòi bồi thường. Kính thưa quý vị, ca sĩ Vy Oanh kiện bà Nguyễn Phương Hằng, tổng giám đốc Khu Du lịch Đại Nam, tỉnh Bình Dương vì nhiều lần phát trực tuyến livestream có nội dung làm nhục, thoá mạ nữ ca sĩ tại Tòa án Nhân dân quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, liên quan đến việc livestream trên mạng xã hội, tòa án này đang thụ lý hai vụ án do ca sĩ Vy Oanh khởi kiện, yêu cầu được bồi thường thiệt hại, cải chính và xin lỗi công khai. Kiện vì bị làm nhục. Cụ thể, vụ thứ nhất, ca sĩ Vy Oanh kiện bà Nguyễn Phương Hằng, tổng giám đốc Khu Du lịch Đại Nam, tỉnh Bình Dương vì nhiều lần phát trực tuyến livestream có nội dung làm nhục, thoá mạ nữ ca sĩ, chẳng hạn nói nữ ca sĩ đẻ thuê, giật chồng, làm gái bao. Liên quan đến vụ việc giữa ca sĩ Vy Oanh và bà Nguyễn Phương Hằng, song song với nộp đơn khởi kiện bà Hằng ra Tòa án Nhân dân quận 1, ngày 25 tháng 10, nữ ca sĩ làm đơn gửi Công an Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu xác minh khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với bà Hằng về các tội làm nhục người khác, vu khống và tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Vụ thứ hai, ca sĩ Vy Oanh khởi kiện Hoa hậu Phu nhân Người Việt Toàn cầu 2012 Thu Hoài, Nguyễn Thị Thu Hoài. Bởi lẽ trước đó ngày 8 tháng 7 năm 2021, Thu Hoài livestream tố Vy Oanh hét giá cát xê khi được mời làm quảng cáo cho thẩm mỹ viện của mình và kéo vũ đoàn lên sân khấu rồi đòi cát xê 50 triệu dù không có hợp đồng. Về phía Vy Oanh, nữ ca sĩ phủ nhận và cho rằng những lời nói của Thu Hoài là bịa đặt, vu khống. Lãnh đạo Tòa án Nhân dân quận 1 cũng cho hay sẽ xúc tiến đẩy nhanh đưa vụ án ra xét xử theo quy định của pháp luật. Mời làm việc YouTuber phát ngôn nhục mạ báo chí. Chiều 22 tháng 11, Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Bình Dương đã phát giấy mời ông Ngô Thanh Long, địa chỉ tại ấp An Bình, xã Trung Hòa, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, đến làm việc liên quan đến nội dung phát ngôn trong buổi livestream của bà Nguyễn Phương Hằng vào ngày 14 tháng 11, theo giấy mời của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Dương. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh không xác minh lời cáo buộc hai bệnh viện của bà Nguyễn Phương Hằng. Kính thưa quý vị, mới đây, bà Nguyễn Phương Hằng, CEO Công ty Cổ phần Đại Nam tỉnh Bình Dương đã livestream trên mạng xã hội giải thích vì sao mở và đóng quỹ Hằng Hữu. Trong livestream, bà Hằng cho biết sau khi sinh con, bà mong muốn được làm thiện nguyện giúp mổ tim cho trẻ em. Năm 2014, bà lập ra quỹ Trái tim Hằng Hữu để trực tiếp giúp đỡ trẻ em nghèo cũng như làm các hoạt động thiện nguyện khác. Nơi đầu tiên được vợ chồng bà Hằng kết nối là Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Theo bà Hằng, tại đây khi phát hiện bệnh nhân mổ tim không được mổ kịp thời vì thiếu thốn trang thiết bị, bà bỏ tiền ra mua máy thở, dụng cụ y tế để bệnh viện cứu sống bệnh nhân, giúp sửa chữa lại bệnh viện. Khi bệnh viện khánh thành khu mới, bà Hằng tố bệnh viện man tất cả dụng cụ do quỹ Hằng Hữu tài trợ để làm dịch vụ kiếm tiền, thậm chí bệnh viện mổ tim dịch vụ cho trẻ em, nhiều ca thu đến 500, 400 triệu đồng. Bà Phương Hằng nói và cho biết vì quá đau lòng nên đã cắt tài trợ. Tuy nhiên, khi chuyển qua Bệnh viện Nhi Đồng 1, bà Hằng lại cho rằng nơi này cũng không rõ ràng về tiền bạc và không giải trình được cho bà vì sao một số hồ sơ bệnh nhân lại giống nhau. Cái kết của sự việc này là bà đã rời đi và chuyển qua ký hợp đồng tài trợ với 3 bệnh viện khác. 2 bệnh viện bị bà Phương Hằng nhắc tên nói gì? Ngày 22 tháng 11, phóng viên Dân Trí đã liên hệ với 2 bệnh viện bị bà Nguyễn Phương Hằng nhắc tên trên livestream. Đại diện Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, bệnh viện đã nắm được thông tin trên và đang họp nội bộ trước khi phản hồi chi tiết. Dù vậy, phía bệnh viện khẳng định nơi này không trục lợi tiền từ quỹ mổ tim, mọi khoản chi cho các ca mổ đều phải được phía bà Hằng duyệt trước khi thực hiện. Một ca mổ tim cho trẻ em thường bao gồm chi phí được bảo hiểm y tế chi trả. Theo quy định, phía người nhà bệnh nhân chi trả một phần theo khả năng và phần còn lại thiếu thì quỹ Hằng Hữu mới đóng góp. Còn đại diện Bệnh viện Nhi Đồng 1 thông tin, ca mổ tim cuối cùng có liên quan đến quỹ Trái tim Hằng Hữu mà nơi này thực hiện từ tháng 9 năm 2020. Sau đó, đại diện quỹ Hằng Hữu có liên hệ ngỏ ý muốn hỗ trợ tiếp. Tuy nhiên, vì đang trong thời điểm dịch bệnh phức tạp, bệnh viện chưa tiến hành trở lại. Cũng theo lãnh đạo Bệnh viện Nhi Đồng 1, quỹ Hằng Hữu của bà Nguyễn Phương Hằng đã làm việc với bệnh viện từ năm 2016, hỗ trợ cho tổng cộng hơn 360 ca mổ tim. Tất cả ca mổ tim từ thiện trước khi thực hiện đều phải được phía quỹ này duyệt trước và chi phí do bà Hằng hỗ trợ mỗi ca không quá 20 triệu đồng. Ca nào dư tiền, bệnh viện sẽ trả lại quỹ, còn trên 20 triệu đồng thì bệnh viện sẽ tìm cách liên hệ với mạnh thường quân khác để bù vào. Bệnh viện cho biết, để được quỹ Hằng Hữu duyệt chi phải qua 9 bước thủ tục như có giấy xác nhận hoàn cảnh từ địa phương, chụp hình ảnh bệnh nhân, cung cấp chẩn đoán. Ngoài sự giúp đỡ của quỹ trên, bệnh viện cũng nhận được nhiều sự hỗ trợ âm thầm từ các mạnh thường quân khác. Đại diện Bệnh viện Nhi Đồng 1 cho biết thêm, từ trước năm 2000, nơi này đã thực hiện kỹ thuật mổ tim và đến nay đã mổ cho hàng ngàn trẻ. Bệnh viện khẳng định mọi thủ tục làm việc với quỹ Trái tim Hằng Hữu đều rất chặt chẽ nên không có chuyện nhập nhằng hay vấn đề trục lợi khi mổ tim từ thiện. Chiều cùng ngày, trả lời phóng viên, đại diện Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết chưa nắm được cụ thể sự việc trên. Tuy nhiên, qua thông tin Dân Trí cung cấp, người phát ngôn của Sở Y tế khẳng định sẽ không xác minh chuyện 2 bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh và Bệnh viện Nhi Đồng 1 có khuất tất gì trong vấn đề này, mổ tim cho trẻ em hay không. Việc xác minh chỉ được cơ quan chức năng thực hiện khi cá nhân cảm thấy quyền lợi bị xâm phạm, có phản ánh qua đường dây nóng hoặc gửi công văn, đơn phản ánh lên Sở Y tế, còn hiện tại chỉ dựa vào những lời nói trên mạng của một cá nhân thì không có căn cứ. Vụ giảm án tha tù trước thời hạn cho Phan Sào Nam có dấu hiệu lợi dụng chức vụ quyền hạn. Kính thưa quý vị, luật sư cho rằng cơ quan chức năng phải làm rõ sai phạm, dấu hiệu lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ của một số lãnh đạo Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh vì ra quyết định tha tù trước thời hạn cho phạm nhân nam không đúng quy định. Khi nào ông trùm cờ bạc phải quay lại nhà tù? Hội đồng xét xử Giám đốc Thẩm Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội vừa tuyên hủy các quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù của Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đối với Phan Sào Nam, đồng thời tuyên bị án này phải tiếp tục chấp hành phần bản án còn lại. Hội đồng xét xử xác định Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh ra quyết định giảm thời gian chấp hành án đối với Phan Sào Nam là không đủ điều kiện, không có căn cứ pháp luật. Đối với việc thi hành án của Phan Sào Nam, luật sư Nguyễn Minh Long đến từ Đoàn luật sư Hà Nội phân tích khoản 2 điều 71 Luật thi hành án hình sự 2019 trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày quyết định hủy quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện, cơ quan thi hành án hình sự công an cấp huyện, cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu trở lên phải thông báo bằng văn bản cho người bị hủy quyết định tha tù trước thời hạn được biết. Trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày nhận được thông báo, người bị hủy quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện phải có mặt tại cơ quan thi hành án để chấp hành nốt phần án còn lại. Luật sư Long cho biết nếu quá thời hạn trên mà người đó không có mặt thì sẽ bị áp giải thi hành án hoặc truy nã. Vẫn theo luật sư Nguyễn Minh Long, Điều 67 Bộ Luật Hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 cũng quy định người bị bệnh nặng thì được hoãn cho đến khi sức khỏe được hồi phục. Người lao động duy nhất trong gia đình nếu phải chấp hành hình phạt tù, gia đình khó khăn sẽ được hoãn đến 1 năm, trừ trường hợp người bị kết án về tội xâm phạm an ninh quốc gia hoặc phạm tội rất nghiêm trọng. Cùng quan điểm, Trung tướng Trần Văn Độ, nguyên Phó Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao cho biết, ông trùm cờ bạc sẽ phải quay trở lại trại giam tiếp tục chấp hành phần án còn lại ngay khi quyết định của Giám đốc thẩm Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân cấp cao có hiệu lực. Tướng Độ cho rằng, Hội đồng xét xử Giám đốc thẩm hủy quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù với Phan Sào Nam là trường hợp hy hữu, nhưng theo ông, khi có việc làm sai, cơ quan kiểm sát kháng nghị thì phải sửa lại để khắc phục cái sai đó. Nêu quan điểm về vụ việc, luật sư Hoàng Trọng Giáp, giám đốc công ty luật Hoàng Sa cho rằng, cùng với việc tổ chức thi hành án đối với Phan Sào Nam, cơ quan chức năng phải làm rõ sai phạm của một số lãnh đạo Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh vì ra quyết định tha tù trước thời hạn cho phạm nhân này không đúng quy định. Những lãnh đạo này có dấu hiệu lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, theo quy định tại Điều 356 Bộ Luật Hình sự, luật sư Giáp phân tích. Thu hồi tài sản có bị ảnh hưởng, sáng 22 tháng 11, phóng viên báo Tiền Phong đã có cuộc trao đổi nhanh qua điện thoại với Phan Sào Nam, nhưng Nam từ chối phát ngôn liên quan đến quyết định của tòa án. Tuy nhiên, luật sư Giang Hồng Thanh, người bảo vệ quyền lợi cho Phan Sào Nam cho hay, Phan Sào Nam chưa nhận được quyết định giám đốc thẩm của Tòa án Nhân dân cấp cao. Từ khi có kháng nghị của Viện Kiểm sát Nhân dân cấp cao, rồi sau đó các cơ quan trung ương xác định một số cá nhân tổ chức có sai phạm trong việc lập hồ sơ giảm án và kỷ luật những cá nhân tổ chức này, Phan Sào Nam ý thức được việc mình sẽ phải quay lại nhà tù. Tuy nhiên, Nam vẫn tự nguyện nộp thêm gần 65 tỷ đồng tiền thi hành án. Chính vì đã xác định tư tưởng nên khi đọc thông tin trên báo chí đăng tải, Phan Sào Nam bình tĩnh đón nhận. Trong thời gian ở ngoài xã hội, Nam sống tại Hà Nội và không có di chuyển đi nơi khác, không có ý định bỏ trốn. Anh ta cùng một số doanh nghiệp tham gia một số công tác hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19. Phan Sào Nam lo lắng vì bản thân là lao động chính trong gia đình, đang phải nuôi mẹ gần 70 tuổi và con trai hơn 4 tuổi. Trong thời gian tới, nếu quay lại trại giam thi hành án, thì mẹ và con trai Nam sẽ gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống, luật sư Giang Hồng Thanh thông tin. Vẫn theo vị luật sư này, hiện Phan Sào Nam có phương án bán 125 m2 đất thuộc dự án Golden Hill City, khu A xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng và căn hộ chung cư tại quận 1, thành phố Hồ Chí Minh để thi hành nốt hơn 10 tỷ đồng còn lại. Trước câu hỏi của phóng viên liên quan đến việc thu hồi tài sản đối với Phan Sào Nam, liệu có bị ảnh hưởng khi bị án này phải tiếp tục ngồi tù, ông Nguyễn Quang Thái, Tổng cục trưởng Tổng cục thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp, thông tin việc thi hành án thu hồi tài sản liên quan đến Phan Sào Nam đã được thực hiện rất quyết liệt và nhận được sự phối hợp rất tích cực của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao cũng như các ban ngành liên quan. Ông Thái cũng cho biết về trách nhiệm hình sự do cơ quan tố tụng triển khai nên sẽ có ảnh hưởng trong khâu phối hợp. Tới đây, chúng tôi phải tích cực hơn. Tôi tin sự phối hợp sẽ nhuần nhuyễn, ông Thái nói. Vụ giảm án tha tù trước thời hạn cho Phan Sào Nam có dấu hiệu lợi dụng chức vụ quyền hạn. Kính thưa quý vị, luật sư cho rằng cơ quan chức năng phải làm rõ sai phạm, dấu hiệu lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ của một số lãnh đạo Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh vì ra quyết định tha tù trước thời hạn cho phạm nhân Nam không đúng quy định. Khi nào ông trùm cờ bạc phải quay lại nhà tù? Hội đồng xét xử Giám đốc thẩm Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội vừa tuyên hủy các quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù của Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đối với Phan Sào Nam, đồng thời tuyên bị án này phải tiếp tục chấp hành phần bản án còn lại. Hội đồng xét xử xác định Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh ra quyết định giảm thời gian chấp hành án đối với Phan Sào Nam là không đủ điều kiện, không có căn cứ pháp luật. Đối với việc thi hành án của Phan Sào Nam, luật sư Nguyễn Minh Long đến từ Đoàn luật sư Hà Nội phân tích khoản 2 điều 71 Luật thi hành án hình sự 2019 trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày quyết định hủy quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện, cơ quan thi hành án hình sự công an cấp huyện, cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu trở lên phải thông báo bằng văn bản cho người bị hủy quyết định tha tù trước thời hạn được biết. Trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày nhận được thông báo, người bị hủy quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện phải có mặt tại cơ quan thi hành án để chấp hành nốt phần án còn lại. Luật sư Long cho biết nếu quá thời hạn trên mà người đó không có mặt thì sẽ bị áp giải thi hành án hoặc truy nã. Vẫn theo luật sư Nguyễn Minh Long, Điều 67 Bộ Luật Hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 cũng quy định người bị bệnh nặng thì được hoãn cho đến khi sức khỏe được hồi phục. Người lao động duy nhất trong gia đình nếu phải chấp hành hình phạt tù, gia đình khó khăn sẽ được hoãn đến 1 năm, trừ trường hợp người bị kết án về tội xâm phạm an ninh quốc gia hoặc phạm tội rất nghiêm trọng. Cùng quan điểm, Trung tướng Trần Văn Độ, nguyên Phó Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao cho biết, ông trùm cờ bạc sẽ phải quay trở lại trại giam tiếp tục chấp hành phần án còn lại ngay khi quyết định của Giám đốc thẩm Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân cấp cao có hiệu lực. Tướng Độ cho rằng, Hội đồng xét xử Giám đốc thẩm hủy quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù với Phan Sào Nam là trường hợp hy hữu, nhưng theo ông, khi có việc làm sai, cơ quan kiểm sát kháng nghị thì phải sửa lại để khắc phục cái sai đó. Nêu quan điểm về vụ việc, luật sư Hoàng Trọng Giáp, Giám đốc Công ty Luật Hoàng Sa cho rằng, cùng với việc tổ chức thi hành án đối với Phan Sào Nam, cơ quan chức năng phải làm rõ sai phạm của một số lãnh đạo Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh vì ra quyết định tha tù trước thời hạn cho phạm nhân này không đúng quy định. Những lãnh đạo này có dấu hiệu lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, theo quy định tại Điều 356 Bộ Luật Hình sự, luật sư Giáp phân tích. Thu hồi tài sản có bị ảnh hưởng, sáng 22 tháng 11, phóng viên báo Tiền Phong đã có cuộc trao đổi nhanh qua điện thoại với Phan Sào Nam, nhưng Nam từ chối phát ngôn liên quan đến quyết định của tòa án. Tuy nhiên, luật sư Giang Hồng Thanh, người bảo vệ quyền lợi cho Phan Sào Nam cho hay, Phan Sào Nam chưa nhận được quyết định giám đốc thẩm của Tòa án Nhân dân cấp cao. Từ khi có kháng nghị của Viện Kiểm sát Nhân dân cấp cao, rồi sau đó các cơ quan trung ương xác định một số cá nhân tổ chức có sai phạm trong việc lập hồ sơ giảm án và kỷ luật những cá nhân tổ chức này, Phan Sào Nam ý thức được việc mình sẽ phải quay lại nhà tù. Tuy nhiên, Nam vẫn tự nguyện nộp thêm gần 65 tỷ đồng tiền thi hành án. Chính vì đã xác định tư tưởng nên khi đọc thông tin trên báo chí đăng tải, Phan Sào Nam bình tĩnh đón nhận. Trong thời gian ở ngoài xã hội, Nam sống tại Hà Nội và không có di chuyển đi nơi khác, không có ý định bỏ trốn. Anh ta cùng một số doanh nghiệp tham gia một số công tác hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19. Phan Sào Nam lo lắng vì bản thân là lao động chính trong gia đình, đang phải nuôi mẹ gần 70 tuổi và con trai hơn 4 tuổi. Trong thời gian tới, nếu quay lại trại giam thi hành án, thì mẹ và con trai Nam sẽ gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống, luật sư Giang Hồng Thanh thông tin. Vẫn theo vị luật sư này, hiện Phan Sào Nam có phương án bán 125 m2 đất thuộc dự án Golden Hill City, khu A xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng và căn hộ chung cư tại quận 1, thành phố Hồ Chí Minh để thi hành nốt hơn 10 tỷ đồng còn lại. Trước câu hỏi của phóng viên liên quan đến việc thu hồi tài sản đối với Phan Sào Nam, liệu có bị ảnh hưởng khi bị án này phải tiếp tục ngồi tù, ông Nguyễn Quang Thái, Tổng cục trưởng Tổng cục thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp, thông tin việc thi hành án thu hồi tài sản liên quan đến Phan Sào Nam đã được thực hiện rất quyết liệt và nhận được sự phối hợp rất tích cực của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao cũng như các ban ngành liên quan. Ông Thái cũng cho biết về trách nhiệm hình sự do cơ quan tố tụng triển khai nên sẽ có ảnh hưởng trong khâu phối hợp. Tới đây, chúng tôi phải tích cực hơn. Tôi tin sự phối hợp sẽ nhuần nhuyễn, ông Thái nói.